Anh em nào có cần ha mà bị gãy rồi đó ha, mình cũng có sửa chữa lại cho anh em nha. Rồi. Ví dụ như đây là cái cây của Mesograph Cokis. Cái hãng Mesograph này thì nó không có đình đám này nọ được anh em. Nhưng mà có cái là cái cần của nó xài phải nói là mình cũng không biết diễn tả sao, bền thì nó đây nè anh em nhìn nè, tới bây giờ ở cái này là do khách hàng bất cẩn thôi ha, chứ không phải là quăng mà bị gãy cho nên nè. À. Thì gãy một đoạn này nó hơn 2 tấc xíu nè, nè gang tay mình là 2 tấc 2 ha, thì này cũng cỡ 2 tấc 7 gần 3 tấc. Rồi thì mình giờ cứ nối vô cho anh em xài tiếp thôi, là 2 tấc nè, tới đây rồi đúng rồi, 2 tấc 7 phải rồi, 2 tấc 7 đó. Thì mình sẽ tháp ống vô cái chỗ này. À, dĩ nhiên thì nó cái cần zin đó anh em, thì các sinh nó hoặc là cái chịu công á thì nó lên toàn cái đoạn hết, nhưng mà bây giờ ở đây thì nó gì mình khi mình tháp ống vô thì chỗ này nó sẽ cứng lại đó ha. Phen này là chắc Fuji cánh bướm mỏng, Fuji cánh bướm mỏng giờ này là khá lâu đời anh em. Đây là cây Mesorap ha. Rồi anh em nào có cần gãy giống vậy thì cũng đừng nên bỏ ha, mình sửa chữa lại được, không thành vấn đề nha anh em.